Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 2020. Chúng ta tiếp tục học tập Giới Sát Phóng Sanh, học đến tập 20. Những đức đọc câu chuyện kế tiếp trong quyển sách Giới Sát Phóng Sanh, Đại sư Liên Trì ngày dạy chúng ta nè quý vị. Nhân hiền được phước, họ Quyển ở Kinh Khẩu, Giang Tô. Người vợ mắc bệnh ho lao rất nặng, bác sĩ bảo phải dùng 100 cái đầu chim sẻ chế thuốc uống, và nội trong 21 ngày đó phải uống hết não chim, bệnh sẽ lành, nhưng không được thiếu một con. Họ Quyển làm theo lời bác sĩ, mua về 100 con chim sẻ sống, nhốt trong lồng, chuẩn bị trị bệnh cho vợ. Người vợ biết được giận dữ nói: vì một mạng tôi mà giết 100 mạng chúng sinh, tôi thà chết chứ quyết không nỡ sát hại. Thế rồi thả chim bay hết. Không lâu sau, bệnh tình của vợ ông tự nhiên khỏi, lại mang thai sinh con trai. Trên hai cánh tay của đứa con có những vằn đen, hình trạng như chim sẻ. Từ đó có thể biết, một niệm nhân từ phóng sanh vật mạng, kết quả không những lành bệnh mà còn sinh được con trai, đúng là song hỷ lâm môn. Hay quá quý vị. Nên những người mà đang mang bệnh mà bác sĩ gây to thuốc mà sát sanh hại vật để mà cứu mạng người này, chúng ta mà nghe qua câu chuyện này quý vị nhớ rằng, nếu như thọ mạng quý vị chưa đến mà quý vị sát sanh hại vật để mà làm thuốc trị bệnh cho quý vị, dù quý vị có sống được nhưng mà tổn phước tổn thọ bị nhiều rồi đó. Bệnh này kỳ này chưa chết, chứ không phải là bác sĩ kê thuốc những con vật này mà bệnh hết. Phải nhớ, bệnh này chưa đến chết, thọ mạng chưa đến, phải tin. Còn nếu như cái câu chuyện này, khi cái người vợ này hiểu đạo, cô nói một câu rằng: vì chị bệnh cho tôi mà phải chết 100 con chim sẻ, thà tôi chết phức cho rồi, chứ không thể nào mà sát hại 100 con chim sẻ để cứu tôi được. Quy y thả mấy con chim này hết. Quý vị nghe câu chuyện này đó, tự nhiên một thời gian cô hết bệnh, mang thai sanh con trai, hai bên tay đứa con trai có quằn như là cánh chim sẻ. Chắc chắn rằng đứa bé này lớn lên sẽ tạo phúc và biết thương yêu cha mẹ. Vì sao? Vì đứa con này đến để mà trả ơn. Còn nếu như sát sanh hại vật, nếu như có mang thai là đứa bé đến để báo oán. Quý vị nghe câu chuyện mà cô này mang thai mà tẩm bổ thai nhi bằng đồ mặn, bằng con vật sống, cuối cùng sanh đứa con ra, nó trợn mắt nó nhìn cô, lơm lơm nhìn cô vậy đó. Con mắt nó trợn lên, nó nhìn người mẹ với người cha vậy đó. Quý vị biết rằng người làm cha làm mẹ nào cũng thương con vô cùng, sinh được con mừng lắm. Đại sư Liên Trì ngài nói rằng: sinh con ra mừng nhưng lại sát hại sinh linh. Mình biết thương con mình mà mình không nghĩ rằng tất cả những con vật nó cũng có cha có mẹ, rồi nó cũng đau khổ khi con nó bị mình giết. Như con mình bị người ta giết, mình chịu nổi hay không? Đại sư Liên Trì ngài hỏi lại vậy đó. Nên người đời tư tưởng của họ không công bằng. Họ nghĩ rằng vật dưỡng nhân, đây là một cái ý nghĩ sai lầm, cái ý nghĩ mà che đậy cái tâm sát hại sinh linh ăn thịt,
Vì ngon miệng một chút mà chúng ta che đậy để rồi ăn. Quý vị biết rằng nhiều người chúng ta nó bị mất thanh danh vì cái ăn đó quý vị à. Nên có người ăn ngủ gọi là thực thì đấy. Có những người ấy, nhìn thấy trí thức lắm mà vì miếng ăn mà bị tủi nhục, bị làm nhục vì miếng ăn. Cũng như một con vật ngu si vì miếng ăn mà bị cái chết. Con người có khi cũng vì miếng ăn mà chết. Bệnh từ miệng vào, ham ăn hốt uống thành bệnh. Quý vị coi những người ham ăn, ăn mà gọi là ăn cho cành hông, quý vị coi phải là bệnh không? Từ nơi đó, có người mình nghe đạo rồi, cuộc sống mình phải điều tiết lại, chỉnh đốn cái tâm ác của mình lại. Phải nhớ, qua những câu chuyện này hay thiệt, công nhận, làm nên để học tập. Đó, tất cả những người đang bị bệnh mà người ta chỉ giết con này giết con kia để mà làm thịt hoặc là cúng đầu heo rồi đó, những cái chuyện này vô cùng là không hiểu biết, đừng nên làm. Qua câu chuyện này rồi quý vị nên học theo đi, học theo cái cô này đi, tuổi thọ tăng phước tăng khi bệnh hết. Còn cái câu trước những đức nói, nếu như bệnh quý vị thọ mạng chưa đến, sát sanh 100 con chim này để mà chúng ta làm thuốc thì bệnh cũng hết, nhưng mà phước giảm, thọ mạng giảm. Dù là có con đi chăng nữa cũng là con đến để mà đòi nợ chúng ta. Còn những đức nói bảo đảm cái cô này là phước tăng, rồi thọ mạng tăng nè. Rồi bây giờ có thai sanh con trai này nhất định là hiền thảo là chắc chắn luôn, là người đến để báo ơn. Đó, câu chuyện rất hay đó. Những đức tiếp tục đọc câu chuyện thứ hai cho quý vị nghe nè. Sát sanh hiển báo, người dân phụ cận Thái Hồ phần nhiều làm nghề săn bắn chài lưới, chỉ có gia đình Trầm Văn Bảo là thích làm thiện. Mỗi khi thấy người ta bắt chim cá là mua phóng sanh. Sau thôn ấy gặp nạn ốm dịch, có người ban đêm thấy hai con ôn quỷ tay cầm rất nhiều cờ nói chuyện với nhau. Ngoài gia đình Trầm Văn Bảo phóng sanh ra, tất cả các gia đình khác đều thứ tự cắm cờ. Không lâu, hơn 300 gia đình trong thôn bị nạn ôn dịch chết hơn một nửa. Chỉ có gia đình Trầm Văn Bảo cả nhà bình an vô sự mà còn đại thọ. Ôi hay quá quý vị ơi. Bởi vì qua những câu chuyện này mình học tập nó lợi ích biết bao nhiêu mà nói quý vị. Có người ta ai mà không muốn gia đình của mình bình yên vô sự quý vị. Nhưng mà cái nhân á, phá hoại gia can của người khác làm sao mình được bình yên vô sự. Bởi vì con người mà ăn chay niệm Phật phóng sanh rồi mình không có sợ bệnh hoạn hay là bão tố cuồng phong hay là bị cái gì hết chứ, mình không có sợ. Vì sao? Mình mỗi ngày mình sống lương thiện mà, mình không có mưu mẹo, không có cái tâm hại ai hết chứ, mình không có sợ. Nằm ngủ yên giấc quý vị coi, đây mới là cái hạnh phúc cuộc đời. Thật sự mà nói cuộc đời có người ai mà không chết một lần quý vị. Sống mỗi ngày bất an lo âu mà sống, dù có giàu có địa vị cũng ham cái gì. Quý vị coi có những người, người ta có địa vị, người ta giàu có, mua danh mua chức, quý vị coi họ bất an lắm. Họ mỗi ngày họ sống rồi ơi, họ đủ thứ họ lo, họ sợ người ta hơn họ. Họ sợ cái người đó mưu mẹo với họ, họ tính toán so đo, họ lấy cái tâm xấu của mình đi xin người khác không à. Đây là cái sống khổ, sống vui gì. Con người mình á, dù người ta có mưu mẹo, người ta có thủ đoạn gì với mình, mình khỏi cần suy nghĩ đến. Mình tin nhân tin quả hết trơn. Mình á, sống hiền thiện, dù là nghiệp quả gì đến với mình đi chăng nữa cũng là chuyển biến nhẹ rồi, mình mới gặp như vậy. Mình không có bao giờ mà trách trời trách người, tại sao tôi thiện mà tôi bị như vậy
Không bao giờ. Có nghĩa là con người chúng ta sống cho nó đàng hoàng, sống cho nó vui, sống có đạo đức, biết phóng sanh, rồi biết ăn chay, rồi biết niệm Phật. Vậy là đặc biệt qua câu chuyện này quý vị nghe thấy không? Đó. Nên quý vị coi, nếu mà cái đất nước nào mà có ôn dịch là cái đất nước đó nhiều người sát sanh hại vật. Quý vị nghe câu chuyện này đúng không? Đó. Người dân ở đây phần nhiều đều là chài lưới săn bắn. Đó. Nên á, chư tổ sư nói rằng muốn cho thế giới hòa bình từ khi nhân loại đồng tình ăn chay, nếu muốn đao binh kiếp không xuất hiện thì nhân dân con người nên ăn chay phóng sanh. Quý vị biết rằng nước Nhật có một lần họ giết cá heo quý vị. Họ nói là mỗi một năm là họ tổ chức lễ mà túm cá heo lại, kéo lại một vùng, rồi lo lấy dao đồ, lấy đồ để đâm con cá heo cho chết. Những cái việc này không biết họ làm chi ta. Cái người lãnh đạo tại sao họ không nhìn ngó những cái chỗ này? Làm như vậy làm gì quý vị? Quý vị biết rằng vừa xong một cái nghe một trận đại kiếp đến liền, một cơn bão lớn vô cùng mà nước biển tự nhiên nó dâng cao lên, nó túm vào trong một cái thành phố, nó kéo ra bên ngoài. Nhưng con người ta nghĩ rằng đây là thiên tai. Mà thiên tai nhân quả là từ đâu? Từ lòng người chứ ở đâu quý vị? Ông chờ có đức hiếu sinh, làm gì ông chờ đi tạo ra thiên tai nhân quả để mà hủy diệt loài người? Chúng ta tạo ác thì chúng ta chịu cái quả báo ác. Làm gì nói rằng là thiên tai nhân quả này là do ông chờ tạo ra? Quý vị phải nhớ cái câu sắc ăn xét, xét ăn sắc nha quý vị. Quý vị nghe câu chuyện này thấy chưa? Cái địa phương này chuyên làm nghề câu lưới, bắt cá, săn bắn, phá hại môi trường tự nhiên. Thì đến một năm có ôn dịch thì người ta thấy rằng có hai con quỷ cầm cờ xí và bàn với nhau rằng mỗi một gia đình phải cắm cờ là dính bệnh đó. Hai con quỷ ôn dịch này nó đi gọi là xả bệnh dịch ra đó. Nhưng mà chỉ trừ gia đình Trầm Văn Bảo là thích làm thiện, mỗi khi thấy người ta bắt chim cá là mua phóng sanh, thấy không? Đó, nghe rất rõ ràng chưa? Nên trong cái cộng nghiệp nó có biện nghiệp, phải nhớ đó. Quý vị thấy biện nghiệp không? Trên chiếc xe 50 chỗ bị gớt xuống núi, như vậy mà nhiều người chết, vậy mà có một người sống. Trong trận bão tố cuồng phong ở ngoài biển, như vậy mà nhiều người bị chìm chết hết, vậy mà chỉ tự nhiên có người này sống. Phải là trong cái cộng nghiệp có biện nghiệp không? Có biện nghiệp. Có người này nhất định là thiện chứ không ác. Quý vị tìm hiểu đi. Quý vị mà thấy mà trong trận bão tố sụp đất, chuyện gì sự việc mà chết gần hết, vậy mà có những người đó sống, quý vị đi tìm hiểu những người đó đi. Phải là những người đó có tâm thiện không? Những người đó chắc chắn là có một cái đặc sắc gì của cuộc đời họ sống đó. Họ mới có thể thoát nạn, thoát cái khổ đau kiếp nạn, phải nhớ đó. Nên chúng ta là người biết ăn chay niệm Phật phóng sanh, cái tâm địa mình thiện lành, mình không có buồn giận ai để trong tâm, mình không có tâm chỉ trích ai, mình không có tâm hại ai để trong tâm hết chứ. Đây gọi là ác ý, quý vị nên dẹp cái tâm này đi. Dẹp cái tâm này gọi là phước báo nhân duyên, nó tăng trưởng gia đạo sẽ tốt đẹp từ từ liền. Quý vị biết rằng có nhiều đứa con nít nó thông minh từ khi còn nhỏ, nhưng mà chỉ có một cái tâm là kiêu ngạo ngã mạn ác ý. Cái tâm mà muốn hơn người khác, muốn đè dẹp người khác, cái tâm này gì mà phá cái sự nghiệp cuộc đời của đứa bé này luôn á. Nên mình có con dạy con mình cái gì quý vị biết không? Đừng bao giờ có tâm ác ý, đừng bao giờ có tâm hận thù, đừng bao giờ là trách chờ trách người. Những cái tâm này là những cái tâm nó phá sạch phước duyên của con mình đó quý vị, phải nhớ đó. Nên chúng ta nên điều chỉnh cái tâm lại. Dù mình có nghèo nàn, có bệnh hoạn cỡ nào, đừng bao giờ kêu chờ, ơ ông chờ ông có mắt sao? Hoặc là mình nói rằng là tại sao cuộc đời tôi gặp nhiều cảnh ngộ như vậy. Bây giờ quý vị nghe rồi, quý vị nhớ nha, cái gì cũng có nhân có quả chứ. Chứ không phải là bỗng không tự nhiên
mà cái khổ đau đến với gia đình mình mà không đến với gia đình người khác đâu quý vị à. Chúng ta cứ thành tâm sống cho tốt, sống có đạo đức đi, thì tức khắc á, từ từ sẽ có sự chuyển biến à. Ấn Tổ ngày nói một câu rằng dù là người này tu thiện tu đức, nhưng mà người này lỡ chết bất đắc kỳ tử đi chăng nữa, quý vị phải hiểu rằng cuộc đời của người này nếu không tu họ chết họ sẽ đọa trong tam đồ ác đạo. Nhưng mà nhờ người này tu họ chỉ chết bằng một cái cách đớn đau là trả cái hoa báo của đời này. Khi họ chết xong tức khắc họ sẽ tái sinh làm người, hoặc là sanh cõi trời, hoặc là họ giảng sanh về cực lạc. Họ không bị đọa trong tam đồ ác đạo. Quý vị để lên bàn cân, một bên là trả hoa báo, còn một bên là chết xong đọa tam đồ ác đạo. Quý vị coi lên cái nào nặng, cái nào nhẹ. Nói mình là người tu phải hiểu nhân quả nha quý vị. Có khi tội nặng chuyển biến thành nhẹ đó. Có những người bị biết rằng họ biết tu, biết ăn chay niệm Phật, mà tự nhiên họ chạy xe đi đến chùa, tự nhiên họ bị té, họ bị gãy tay gãy chân. Quý vị phải hiểu rằng nếu như họ không biết tu, họ té họ gãy cổ đó cho quý vị biết, chứ không phải gãy tay gãy chân đâu. Mà nó chuyển cái nghiệp nặng thành cái nghiệp nhẹ. Mình là người tu mình phải tin nhân quả chứ, chứ không phải là gọi là mình dạy người ta làm thiện mà mình nói mù quáng, cái gì cũng tốt, cái gì cũng tốt. Lỡ người ta gặp chuyện gì xảy ra cái người ta nói tôi làm tốt mà có tốt đâu, họ bỏ cuộc thấy không. Còn bây giờ mình chỉ rõ ràng cho họ là biết đâu cái quả báo đời trước mình rất nặng, đời này mình mới tu nó vừa chuyển biến nên nó bị tai nạn này, nhưng mà nó không bị trong cái tam đồ ác đạo. Tội nặng báo nhẹ không phải nhớ đó. Bây giờ đọc thêm câu chuyện cho quý vị nghe nè. Ba ba đòi mạng. Huyện Ngô, tỉnh Giang Tô có một phú ông giàu có, đứa con trai phú ông thích ăn khẩu vị đặc biệt. Một hôm nọ, đại khách mua về một con ba ba lớn. Đầu bếp khi sắp giết thấy nó chảy nước mắt, không nhẫn tâm liền báo với đứa con trai xin phóng sanh. Đứa con trai không những không thương mà còn tức giận tay cầm dao chặt đứt đầu ba ba. Cái đầu vừa rơi xuống đất bỗng nhiên bay lên nóc nhà. Mọi người thấy cảnh ấy ai cũng kinh dị. Sau khi nấu ba ba xong liền chia làm hai, một nửa biếu bên nhà vợ, một nửa đãi khách. Đứa con trai chỉ ăn được mấy miếng lập tức đầu óc choáng váng, thần trí hôn mê, thấy trên nóc nhà toàn đầu ba ba. Người nhà dìu vào giường nằm, thấy giường chiếu mùng mền cũng toàn đầu ba ba. Anh ta nói có mấy trăm con ba ba đến cắn chân mình, đau đớn không chịu nổi, rên la ba ngày ba đêm chị không khỏi mà chết. Đó, sát sanh tàn nhẫn. Có những con vật nó lớn rồi, nó có một cái phước và nó biết tu, cái linh tánh của nó cao lắm quý vị à. Và quý vị là người sát sanh nhiều, nó đã si phước rồi. Nên có những người họ sát sanh mà họ chưa gặp gì, họ nói có bị cái gì đâu. Như câu chuyện này, anh này si phước, giết nhầm con ba ba, một cái tâm tàn nhẫn, giết một phát. Quý vị nghĩ đi, cái người làm công người ta nói rằng con ba ba nó khóc thương tình, không thương thì thôi, như vậy mà cầm dao lên chặt một phát đứt cái đầu con ba ba, cái tâm quán thù của nó trỗi dậy, phước đang giảm cấp tốc một phát. Một cái tâm ác này, từ cái tâm ác như là sắt ăn sét, sét ăn sắt, nó quay ngược lại với anh liền. Quý vị biết rằng có những cái tâm địa vô cùng ác độc, hại người hoặc là hại vật, tức khắc cái linh hồn đi trình báo với vua Diêm Vương tố cáo người này liền. Vì cái tâm độc ác này bắt đầu là duyên đến rồi, là vua Diêm Vương cho đi đòi nợ liền. Tại vì vua Diêm Vương đã cho phép đi đòi nợ là họ có quyền họ đòi nợ, thả ra luôn. Quý vị coi, giết con ba ba một phát một thôi, ăn mấy miếng thôi, thì bắt đầu đỏ choáng váng hết. Rồi là thấy trên nóc nhà mùng chiếu toàn là bắt đầu ba ba không. Quý vị thấy cái tâm địa ác độc nó quay lại với mình chưa quý vị? Đáng sợ chưa?
Đó. Nên có những người mà quý vị coi họ ăn nhậu trong gia đình họ, vừa ăn thịt trâu, thịt bò hoặc là sát sanh hại vật, thịt chó, thịt mèo gì đó quý vị. Vừa ăn nhậu xong, lúc ăn nhậu cười hả hê không? Vừa ăn nhậu xong tự đốt nhà, đập nhà, quýnh vợ con đồ, gia đình tan nát đó quý vị nhìn coi. Nhất là những người sát sanh hại vật, ti tiện, có gia đạo nào mà bình yên vô sự đâu. Nó khiến cho gia đạo của mình lộn xộn lu bu hết. Có những gia đình giàu có rồi nghe quý vị, ôi ôi họ sát sanh hại vật rồi. Quý vị tìm hiểu nè, những đức đã thấy nè, có một gia đình này giàu lắm, sát sanh hại vật thôi, ăn nhậu bê tha. Ở nhà là hiếm con rồi, sanh được một đứa cháu gái. Đây là ông bà nội, trời thương cháu gái đừng có nói nữa. Đứa cháu nó lớn lên 4-5 tuổi thôi, tự nhiên ông nội giữ đứa cháu, cuối cùng ông nội hiếp dâm đứa cháu nhỏ luôn. Hiếp dâm nhỏ cháu 4-5 lần. Trời ơi, gia đạo nó suy sụp hoàn toàn hết, nó nghèo nàn cung cực luôn quý vị à. Quý vị coi, rõ ràng là cái gia đạo mà không biết tu rồi, gọi là hưởng phước đó quý vị, mà không tạo phước, sát sanh hại vật, tà dâm đủ chuyện. Nhất là những người có tiền của giàu có rồi, có khi tha hồ mà ăn chơi liêu lỏng, rồi quả báo nó đến liền. Trong gia đạo có khi nó tàn sát lẫn nhau. Rồi thêm cái nữa, gia đạo nó dâm loạn với nhau trong nhà, nó bừa bãi hết trơn. Tại vì sao? Vì nó hết phước rồi, là gia đạo này tiêu tùng liền, khổ đau cung cực luôn. Quý vị coi, cái xã hội bây giờ nhiều lắm. Trời ơi, bây giờ mà nói rằng là nó loạn lưng với nhau nhiều lắm quý vị à, nhiều lắm đó. Nên bây giờ ưa có cái vụ mà vợ chồng sống với nhau rồi tùy tiện ly hôn ly dị, chia tay nhau, rồi có con gái, con gái còn nhỏ xíu đi theo mẹ, mẹ tiếp tục á, lấy người đàn ông khác, cuối cùng người đàn ông này ở với mẹ xong ở với con gái luôn, con gái còn nhỏ ở nhà ông á, hiếp đáp rồi ông ăn ở luôn vậy đó, rồi hăm dọa không được nói cho ai nghe, cứ làm hoài vậy lai rai. Quý vị biết rằng bây giờ ưa có những tình trạng này xảy ra lắm. Nên cái việc những người đến với nhau là vợ là chồng rồi, biết đạo đức tốt lắm, rồi tự nhiên mình sẽ gắn nhắc, đừng vì cái chuyện nhỏ của vợ chồng mà lôi ra vấn đề ly dị chia tay, làm cho con của mình nó khổ đau. Có đứa con nít nào mà nó mà mong muốn cho cha mẹ chia tay nhau đâu quý vị. Đứa con nít nào nó cũng muốn là cha mẹ hạnh phúc, nó vui lắm. Trời ơi, con nít mà đau khổ nhất là cha mẹ kình cãi, cự lộn rồi chia tay nhau. Ai mà muốn đi với cha mà không có mẹ, ai mà muốn đi với mẹ mà không có cha quý vị. Những đứa còn nhỏ, những đứa biết hồi xưa, những đứa nói ngày nào mà cha mẹ những đứa mà vui vẻ, mà hạnh phúc, vợ chồng gia đình vui vẻ, trời ơi, dù là ăn đơn giản đi chăng nữa mà thấy hạnh phúc lắm. Còn ngày nào mà ba những đứa ông nhậu gì, ông chửi mẹ những đứa, rồi mẹ nắm tay con mà đi ra sau hè trốn, trời ơi, nó đau buồn, đừng có nói quý vị, con nít nó bị ảnh hưởng cái tâm. Nên vì sao mà có những tệ nạn xã hội, quý vị tìm hiểu đi, phải là gia đình này không hạnh phúc không? Tệ nạn xã hội nó xảy ra nhiều là do vì vợ chồng chửi nhau, tì tiện quýnh lộn với nhau, rồi đứa con này nó chán nản quá, nó đi bụi đời, cuối cùng nó dính vào tệ nạn xã hội. Chứ nếu mà người làm cha làm mẹ hạnh phúc, chung tay đi dạy con thì đứa con đâu có đến nỗi. Đã là gia đình mình hạnh phúc mà mình cảm thấy sống trong một gia đình im ấm mà mình đi làm cái chuyện tầm bậy hư hỏng chi. Nó nên quý vị biết, muốn cho một gia đình hạnh phúc là chúng ta phải gầy dựng đạo đức phước duyên. Nên quý vị biết rằng mình mà biết ăn chay niệm Phật phóng sanh rồi, mình thấy hay lắm quý vị ơi. Mình để ý đi, lúc gia đình mình còn ăn mặn, bạn bè gặp nhau sát sanh hại vật, máu trong gia đình của mình giết những con vật nó chảy ra để mà mình ăn. Ăn xong nhậu nhẹt, có khi nhậu nhẹt xong rồi đi đua xe, chạy xe lạng lách ngoài đường, đi karaoke. Còn từ khi mà mình mà biết ăn chay phóng sanh niệm Phật rồi đó quý vị, bạn bè mình là bạn bè biết tu không à, lâu lâu gặp nhau mua cái lẩu, hoặc là ở nhà nấu cái lẩu, bắt đầu là đem ra mua mấy chai nước ngọt hoặc là nước suối bình thường uống, rồi ăn rau quả trụng vào lẩu ăn. Ăn xong tỉnh veo, ai cũng ngồi nói chuyện đàng hoàng, xong nhà ai về nhà nấy, vợ chồng ngồi lại với nhau nói chuyện, nó hạnh phúc vô cùng. Quý vị để ý đi, từ khi mà biết ăn chay niệm Phật phóng sanh tới bây giờ gia đình nó hạnh phúc. Vì mình không có chia đàn rẽ nghé những chúng sanh nó xa gia đình nó, thì gia đình mình hạnh phúc chứ sao. Mà không có rượu chè bê bết rồi thì con người nó cũng tỉnh táo. Quý vị nghe cái này để ý nha quý vị, để ý đi.
Đừng có nói ham giàu, giàu mà không biết đạo cũng không hạnh phúc đâu. Thà mình nghèo mà biết đạo nó vẫn hạnh phúc. Người biết đủ thì thường vui quý vị à. Nên hàng Phật tử mà từng nào chủ nhật cũng đi đến đây cộng tu như Đức nói, họ sống càng ngày càng vui. Vì sao? Vì họ ảnh hưởng cái tư tưởng của những Đức. Những Đức sống ở đây bao nhiêu trăm người mà những Đức có lo âu gì đâu quý vị. Thường là cứ vui. Những Đức nói mình vui, người ta gặp mình người ta mới vui. Nên những Đức nói rằng là niềm vui của mình là cái tu phước tu duyên thù thắng. Chưa tu phước tu duyên gì thù thắng bằng là chính mình an lạc mình vui, bằng một cái đạo đức, bằng một cái pháp vị sống. Quý vị phải nhớ đó. Con người miệng niệm Phật, thân lễ Phật, tâm nhớ Phật. Dù là quý vị chưa đi làm từ thiện gì, nhưng mà thân khẩu ý này là Phật. Có cái phước nào lớn bằng tu được thân khẩu ý hả quý vị? Mà mình là người tu nghe quý vị, một câu nói mình nói không phải, tự nhiên cái sự cân nhắc mình cao lắm. Những Đức ngày xưa tha hồ mà nói ẩu tả, bây giờ những Đức biết tu rồi vẫn còn là cái miệng phàm phu, lâu lâu nói một lời cũng thấy ẩu tả. Có khi nói một lời nó không suy nghĩ, người ta buồn giận gì, có khi nói bất tử vậy đó. Mà nói xong người ngồi bình tĩnh suy nghĩ, trong lòng mình thấy hối hận, sao mình nói cái câu kỳ quá. Mình không có cái tâm xem thường anh em gì, mà có khi mình nói cái câu nó tự nhiên, rồi nói câu nó thẳng thắn quá, thấy giống như mình làm động tới cái tâm anh em, mình làm mình coi thường người ta vậy. Tự nhiên trong lương tâm mình thấy nó dè dặt, nó nói rằng mai mốt đừng có nói gì nữa nghe. Mình gai gứt lương tâm mình, thôi mình mai mốt mình gân nhắc mình đừng nói gì nữa. Quý vị thấy rõ ràng quý vị, mình biết niệm Phật, mình biết ăn chay phóng sanh, rồi tự nhiên cái trí tuệ mình nó cũng phát triển. Con người mình nó có cái sự trực giác nhanh lẹ, nó chuyển biến rất là mau vì cái buồn khổ. Khi cái gì mình bực bội rồi mình quay cái tâm lại mau lắm. Nó không phải như ngày xưa mà mình chưa biết tu, cái tâm mình nó buồn rồi là nó thâm sâu, nó nặng nề, nó nhiễm ô luôn cái thân tâm mình vậy đó. Rồi có khi nó đi ăn nhậu bê tha, nó đi kiếm cái cuộc vui xã hội. Còn bây giờ mình biết ăn chay niệm Phật phóng sanh rồi, tự nhiên mình lên mình tu một thời cái là nó giải tỏa. Công nhận đặc biệt thiệt quý vị ơi. Nên những Đức nói rằng phát tâm ăn chay đi, thành tâm mà phiên đó, phát tâm ăn chay đi quý vị, phóng sanh đi, gia đạo mình sẽ tốt mà. À, những cái câu chuyện này hay quá. Đừng nên sát sanh tùy tiện, đừng nên sát hại tùy tiện nữa quý vị ơi. Ôi ơi, bao nhiêu nhà hàng quán ăn những Đức nêu lên, những Đức là người trong vị trí nhà hàng quán ăn mà, mười mấy năm trong nghề mà, thấy rồi không tồn tại đâu quý vị ơi. Không có tồn tại đâu. Nhiều công ty xí nghiệp lớn không có đạo đức sát sanh hại vật, cứ là mỗi tuần rủ bạn bè rồi ăn nhậu bê tha sát sanh tùy tiện. Nhưng mà có tiền rồi khi nó ăn nó cũng muốn ăn những cái thứ ăn độc địa nữa. Có những người mua con khỉ rồi lóc cái não của nó, cái đầu ở trên rồi lấy muối chanh đồ nặng vô rồi móc ốc của nó ăn. Trời ơi, họ ăn gì đâu mà họ ăn tàn nhẫn như vậy quý vị. Nó còn có những người quý vị biết là con vịt bầm, con vịt sống vậy, bắt đầu là cắt tiết của nó sống như vậy, chế lên một phát cái bắt đầu làm tiết canh là ăn đó. Rồi có những người thì nói là bổ gắn hổ, cắt cổ gắn hổ, lấy máu gắn hổ nó đổ vô rượu uống. Rồi có những người bị coi biết rằng ngâm rượu thuốc, cả trăm con bù kẹp, cả trăm con gắn mối hay là cái con mà gọi là bữa củi, nó ngâm vô đó để uống để mà nó khỏe mạnh sao đó. Trời ơi quý vị biết rằng đây là tôi mạng rồi. Tôi mạng rồi quý vị ơi. Nên ngâm rượu mà bao nhiêu con vật, cắt kè gì tùm lum, rắn hổ gì ngâm trong đó uống là chết, uống là nó điên cuồng không nói cái gì chứ. Nó quý vị biết cái tâm này nó quá ác mà làm sao mà nó bình tĩnh được. Nên những cái điều này khi qua những câu chuyện mà đọc trong quyển sách Giới Sát Phóng Sanh này hay quá. Nên những Đức nói sát sanh hại vật, trăm hại không có một lợi nào hết. Nên gân nhắc mình đi, gân nhắc đi quý vị. Nó khi nghe rồi quay đầu là bờ bến đó. Hãy chân thật quay đầu đi, đừng có nói muộn màng, hãy quay đầu đi. Đừng bao giờ nói rằng chuyển cái nghề khác sợ làm ăn có tiền, yên tâm đi. Chân thật quỳ trước Phật quay đầu, phát nguyện. Từ hôm nay con không bao giờ sát sanh hại vật nữa. Con chuyển nghề khác không sát sanh nữa. Thành tâm làm đi quý vị, quay đầu là bờ bến, đừng nên chấp mê bất ngộ. Quả báo đến rồi không kịp thì tiêu, khổ đau vô cùng nghe quý vị.
Đó nên những cái bài học này quý vị giới thiệu cho khắp nơi nơi người ta nghe được, để người ta tránh đi cái việc sát sanh hại vật. Hôm nay chúng ta học đến đây quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh